Bạn nhá, hôm nay trên bàn lại một loạt Galaxy Note 9. Và ngày hôm nay ấy, thì đây là những chiếc Note 9 mình phải nói thật với các bạn là rất là khác những chiếc Note 9 lần khác. Mình đã có những cái video hướng dẫn anh em chọn mua những chiếc Note 9 của Hàn này, hay những chiếc Note 9 của Mỹ, hay là phân biệt những chiếc Note 9 với nhau ấy. Và ngày hôm nay thì sau quãng thời gian rất là lâu, mình cũng lấy được về những chiếc Note 9 gọi bên mình gọi là gì ạ? Full option luôn. Có nghĩa là đây là những phiên bản Note 9 là mình anh em bọn mình coi là xịn nhất thời điểm hiện tại. Mình không nói về cái vấn đề là dung lượng là 12GB hay là RAM 12GB như một chiếc máy Note 9 của bản Hàn. Mà đây là những chiếc Note 9 được bán ra tại thị trường nội địa Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan các bạn nhé. Nghe thấy Note 9 Trung Quốc hay là Note 9 Hồng Kông thì các bạn nghĩ ngay chiếc Note 9 có 2 triệu mấy thôi đúng không? Nhưng không phải đâu, người Trung Quốc người ta dùng Note 9 không phải là cứ dùng người Trung Quốc dùng Note 9 là Note 9 fake đâu nhá. Và đây là những chiếc Note 9 được người Trung Quốc dùng và là hoàn toàn là những chiếc Note 9 được sản xuất bởi Samsung xịn luôn. Đây là những chiếc Note 9 Samsung xịn. Nó có những cái điểm khác biệt so với những chiếc Note 9 khác ở điểm nào thì mình phải nói thật với anh em này, nó gần như là mình coi là xịn nhất. Vì sao? Bởi vì gần như là cấu hình tốt nhất và gần như là đầy đủ các tính năng nhất luôn. Cơ bản là nhá, thì mình đã có cái video hướng dẫn cho anh em cách mà phân biệt giữa Note 9 các nước ấy. Thì chúng ta cũng biết là Việt Nam chúng ta có một chiếc Note 9 dùng 2 SIM và dùng Exynos. Mỹ và Nhật người ta có chiếc Note 9 chỉ dùng 1 SIM và dùng chip Snapdragon 845. Hàn Quốc thì chỉ là 1 SIM và Snapdragon và là chip Exynos. Và những chiếc Note 9 này của bản Trung Quốc thì nó như là chip Snapdragon 845 nhưng lại dùng được 2 SIM các bạn nhé. Chính vì thế thì mình coi nó là xịn nhất luôn. Vì thế mà giá của nó hiện tại bây giờ cũng là cao nhất luôn anh em nhé. Giá của nó thì hiện tại Note 9 thì cũng chưa đến 9 triệu đâu. Mình đang làm video này thì trong vòng tháng đầu tháng 1 năm 2020. Để cập nhật chi tiết về giá thì các bạn cứ vào cái đường link phần mình để dưới mô tả ấy, thì nó sẽ cập nhật thay đổi theo thời gian luôn. Hiện tại thì giá những chiếc máy này mình đang bán là chưa đến 9 triệu đó. 2 SIM và Snapdragon 845. Để phân biệt nó với những chiếc Note 9 khác thì ở điểm nào? Đơn giản này thôi nhá. Ngày hôm nay thì mình làm cái video này, cụ thể hơn nữa thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cách về máy và hướng dẫn anh em cách chọn mua được những chiếc Note 9 này luôn. Để cho anh em yên tâm nhá. Cũng giống như chiếc Note 9 khác thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ xem qua về vỏ trước đúng không? Đây mình sẽ nhận một con lên trước. Đấy, chúng ta sẽ xem qua về vỏ trước. Bao giờ những chiếc Samsung Note 9 mà được sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 845 ấy thì các bạn lật luôn trên này nhá, nó sẽ có một cái tem giấy là Snapdragon là Qualcomm ở đây, Qualcomm 4G. Nhưng mà cái này thì để chúng ta phân biệt nhanh thôi, chứ cái này bóc vẫn đi được mà. Dán rất là chắc nhưng mà nhiều người ta bóc vẫn đi bình thường đây. Mình cái này mình đã bị bóc rồi này. Đấy. Không còn. Nhưng nếu mà các bạn đi mua máy mà là Hàn Quốc mà có chữ này thì chắc chắn là vỏ là không phải vỏ xịn rồi. Đấy, bởi vì cái này nó chỉ dán lên những chiếc máy có tem sử dụng chip Qualcomm thôi. Đó, thì khác như này anh em này. Cầm vào vỏ và nhìn lên, chúng ta sẽ cùng tập trung vào phía dưới này nhá. Tập trung vào phía dưới này bởi vì bao giờ những sản phẩm của Samsung ấy nó cũng đều được in thông tin ở dưới này. Đấy, vỏ bên ngoài thì nó gần như là hoàn toàn giống những chiếc Note 9 khác thôi. Đấy, nó gần như là giống những chiếc Note 9, chỉ có bản Mỹ là khác là có chữ in chiếc Galaxy Note 9 này thôi nhá. Nhưng bản Trung Quốc này hay là bản Hồng Kông này, Macau này cũng giống như bản Hàn Quốc và bản Việt Nam thôi, cũng không hề có chữ Galaxy Note 9 ở đây. Và chúng ta sẽ cùng chú ý phần thông tin nhá. Những sản phẩm này hay là mình nói những sản phẩm Samsung nói chung ấy đều được in thông tin đầy đủ hết anh em nhá. Đây để mình lấy nét lại cho anh em xem này. Trên camera rất khó nhìn nhưng mình sẽ cố gắng lấy cho anh em nhìn được phần nào hay phần đấy. Đấy nhá anh em nhìn nhá. Thì bao giờ nó cũng sẽ có tên mã ấy. Chúng ta cũng được biết là mình đang hướng dẫn anh em ấy. Thì ví dụ như là bản Việt Nam là G960F, N960F anh em nhá. Bản Hàn Quốc là N960N, bản Mỹ là N960U. Và đây là bản của thị trường Trung Quốc ấy thì nó là N96000 anh em nhá. N9600 là bản 2 SIM sử dụng chip Snapdragon 845. Đó là thị trường Trung Quốc này. Bao giờ cũng được sản xuất tại Trung Quốc luôn. Đấy, nên chúng ta sẽ cùng xem thấy nó ghi là phần sản xuất tại Trung Quốc. Người Trung Quốc người ta khá là khó tính đấy. Bởi vì là bên Trung Quốc có một nhà máy sản xuất của Samsung. Và khi sản xuất ra những chiếc máy bán lại tại thị trường Trung Quốc hay là Hồng Kông hay là Macau ấy, những chiếc máy mà thuộc dạng mà Snapdragon mà dùng 2 SIM ấy thì bao giờ sản xuất tại Trung Quốc nhá. Chúng ta cũng xem sản xuất Trung Quốc, không phải sản xuất tại Hàn Quốc và cũng không phải sản xuất tại Việt Nam luôn. Phần phía dưới là chúng ta sẽ có một dãy số email và số serial number. Cái việc này thì mình đã nói rất là nhiều rồi, hàng Samsung nào cũng vậy thôi, bao giờ cũng phải có dãy số email ở dưới nhá. Và nó sẽ phải trùng với bên trong máy. Anh em rất là nhiều anh em comment vào cái video mình hướng dẫn anh em chọn Samsung ấy là anh em hỏi là ô em mua máy mà nó không in email thì có vấn đề gì không, thì chắc chắn một điều anh em đây là máy thay lưng rồi.
thay lưng là nhẹ nhàng nhất nhá, không thì thay vỏ, không thì là máy dựng đấy. Phải có Hàn Quốc này, Mỹ này, Việt Nam này, máy nào cũng vậy, là phải có in email như thế này nhá, và email sẽ phải trùng, còn nếu email không trùng thì cũng không phải là của nó rồi, cũng là máy dựng rồi, đúng không? Trừ trường hợp refurbit, nhưng bao giờ refurbit ấy của Samsung, ngày xưa mình biết những chiếc S6 ấy, từ S7 lên mình không nhìn nữa rồi, là nó sẽ xóa email đi và in email khác bên dưới, đấy là hàng refurbit, là hàng nào là hàng mông má lại của hãng chứ không phải là hàng mông má lại của chúng ta và của Trung Quốc nhá, của thợ nha anh em nhá, và là của hãng được chấp nhận bởi Samsung luôn, đấy mà là cái hàng refurbit chuẩn. Nhưng mà cái hàng mà mấy anh em mua chắc chắn là anh em phải mua cái hàng thương mại bình thường ấy, bao giờ cũng phải in email đấy nhá, mình nói kỹ lại lần nữa là như vậy. Chúng ta mua máy thì cũng đơn giản thôi, bây giờ chúng ta cùng xem qua về tất cả các viền như này, và hình thức máy cũng phải đẹp, mua bỏ tiền ra mua gần 10 triệu là phải đẹp nhá. Đấy, các bạn mua máy các bạn chọn như thế đi, chúng ta cũng nhìn thấy rất là đẹp nhá. Xoay thật kỹ khu vực dưới này, xoay thật kỹ khu vực dưới này, bởi vì là mình phải nói thật anh em thợ có một thói quen rất là hay, tất cả những chiếc máy Samsung này đều tháo ra bởi cái lớp lưng này nhá, đều tháo ra bởi lớp lưng này. Thế nên anh em hay lách da lam đây này, hay lách da lam vào cái mép này nhất. Mình thấy thói quen của gần như là 80-90% thợ bên mình ấy, và Trung Quốc cũng gần như vậy, là người ta sẽ lách da lam đây này để người ta mở ra lớp lưng ra. Mà khi lách da lam ở đây thì anh em biết đấy, kiểu gì nó sẽ để lại vết. Thế nên là anh em xoay thật kỹ này, nó có email rồi và cái lưng này đấy không có vết nhá, thì chuẩn nếu có cái vết mà nó cảm tưởng như bay sơn bên trong ấy thì chắc chắn là lưng này đã bị tháo rồi nhá. Đấy, lưng này bị tháo rồi. Một chút nữa chúng ta xem kỹ bên trong để biết hơn một phần nhá. Đấy, chúng ta cùng xem kỹ những phần lưng này, rất là khít nhá, bóp nó không bị bùng này, bởi vì là những sản phẩm chống nước dán rất là chắc luôn, rất là chắc ấy, anh em bóp nó không bị bùng nhá, không bị bùng thế nào luôn. Đấy, thì là lắp lưng đã chưa bị tháo lần nào rồi. Đấy, cùng xem kỹ là phần lưỡi và cái viền, bởi vì mình nói với anh em ở đây là anh em sẽ chọn mua những chiếc máy cũ. Còn những sản phẩm này mình phải nói thật với anh em là không còn mới đâu. Mới bây giờ chỉ có mới làm lại thôi, mới làm mông má lại thôi chứ không có mới xịn đâu. Thế là đây là mình hướng dẫn anh em cách chọn mua máy cũ nha. Chúng ta cùng xem kỹ về những cái khe lỗ loa này, hay là lỗ chân sạc này, bao giờ cũng phải cũ cũ một tí rồi, cũng kiểu cái gì cũng có vết sử dụng rồi. Không xước, không cũ quá ấy, thì nó cũng sẽ có bụi bám vào do quá trình sử dụng rồi, chứ không thể là đẹp long lanh được nhá. Đẹp long lanh mà máy cũ, đẹp long lanh chắc chắn là người ta đã sửa thay rồi. Chúng ta cùng nhìn qua những cái phần đăng tiền này nhé. Nhìn qua những phần đăng tiền nó sẽ có màu đồng màu với cả cái viền này, đồng màu cái viền này. Đấy, phần đăng tiền này sẽ đồng màu với nhau và bao giờ cũng sẽ là rất là khít, vỏ như là một khối luôn. Mặc dù nó chỉ là lớp nhựa thôi và cái viền này là viền kim loại, nhưng nó rất là khít luôn anh em vỗ tay nhé. Nó như là một khối luôn. Nếu chúng ta nhắm mắt vào ấy là chúng ta cảm tưởng là nó không có gì khác biệt cả, chỉ khi chúng ta nhìn nhá. Đây là chúng ta sẽ cùng xem này. Còn nếu trường hợp mà anh em vuốt mà nó cảm thấy gờ ấy, chắc chắn một điều là người ta sẽ đánh bóng. Đánh bóng cái viền bị xước đi hoặc người ta phun lại, phun sơn lại là nó sẽ có lớp khác nhau, bởi vì là lớp nhựa và lớp màu này nó sẽ là màu khác nhau. Thế nên phun sơn lại không bao giờ làm được nó xịn như này đâu anh em nhé. Đây chúng ta cùng vuốt này. Đấy, khe sim này, phím bấm này. Đấy, màu sắc tương đồng với màu sắc viền luôn. Đấy, các bạn nhớ như vậy nhé. Đấy. Màu sắc của cái viền camera này cũng sẽ tương đồng với viền luôn, viền camera nhá. Đấy, chúng ta cùng nhớ là như vậy nhá. Cùng xem qua về vỏ qua này, cùng nhìn tiếp về phần sau camera này. Chúng ta sẽ nhìn kỹ hai cái khu vực camera và phím và cái cảm biến này, nó sẽ không có bụi một tí nào bên trong. Nếu có bụi một tí bên trong thì anh em xem chừng là máy đã bị tháo ra rồi nhá, nên không có một tí bụi ở bên trong. Cũ một tí không sao, xước một chút không sao, nhưng nên không có bụi bên trong nhá. Bên ngoài là cái bình thường, còn bên trong là không nên có. Vân tay như vậy này. Đấy, chúng ta cùng xem này, vân tay này. Đấy, xoay kỹ mặt tiếp nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đặt màn hình, thì mình phải nói thật với anh em là anh em cùng tắt đi nhá. Rất nhiều video mình nói rồi, nhưng bây giờ mình vẫn muốn nói lại này. Rất nhiều video mình nói rồi, bây giờ mình vẫn muốn nói lại kỹ một lần nữa cho anh em nhé. Anh em tắt màn hình đi và lau thật sạch này. Anh em có thể nhìn thấy đèn ở khối không? Chúng ta sẽ không nhận biết được khu vực màn hình và phía trên này nếu mà thông qua camera này như của mình. Nhìn bằng mắt thường ấy thì sẽ nhìn hơi một chút, bởi vì là cái màn hình này là màn hình Super AMOLED ấy, thì cái tấm nền nó rất là đen, đen một cách kinh khủng luôn, rất là cao cấp luôn. Đây chúng ta cùng nhìn nhé. Những cái hàng fake ấy thì bao giờ ấy, nó sẽ rất là bóng. Và bao giờ hàng fake anh em nhìn kỹ là cái viền nó rất là dày này. Chúng ta sẽ bật sáng màn hình lên, những cái viền xung quanh này rất là dày nhé. Nó không làm cong được như này đâu, nó không làm cong được như hàng Samsung xịn được đâu. Đấy, chúng ta nhìn này. Đấy, cong xuống dưới màn hình như vậy, cong xuống dưới là nó không làm cong như này đâu. Và những hàng fake ấy, thì nó rất là dày, viền rất là dày luôn. Thế nên chúng ta xem những cái màn xịn của Samsung như này đấy là chúng ta cũng phải xem kỹ vào. Tiếp nữa là chúng ta lên xem và biết được cái ép kính hay không ấy, là chúng ta cùng xem kỹ vào những cái viền này. Xoay thật kỹ nhá, cái này phải xoay thật kỹ và anh em phải xoay thật kỹ những cái viền này. Những cái viền này nó không có một tí keo này, chúng ta cùng lấy tay chúng ta bóp vào này. Rất là chắc luôn, bởi vì khả năng chống nước vẫn còn mà. Đây, hàng xịn nó phải như vậy, rất là chắc luôn. Không có bị bùng thế nào luôn, mà chúng ta nhìn kỹ không có tí keo luôn.
có những cái mà nó là người ta dùng Kana hay là dùng cái gì người ta vệ sinh ấy, nó dính dính bên trong này cũng không sao cả, chúng ta dùng tay hay là dùng cái gì chúng ta lách nó ra là hết luôn. Chứ nếu là keo mà nhất là cái keo màu đen đen kiểu như cao su kéo ra kéo vào là chắc chắn là máy này đã bị tháo rồi, tháo ra ép kính rồi anh em nhá. Cùng xem lại hai cái viền bên dưới này, cùng xem lại hai cái viền bên dưới này, nó có màu sắc đều tăm tắp luôn, nó không có một cái vết nào màu khác bên trong cả. Nếu mà các anh em mà mở ra và nhìn thấy màu khác bên trong ấy, màu khác bên trong những cái viền như là dưới này thì chắc chắn là đã bị bắt ốc vào, nó bị chèn vào hoặc là bị xước bên trong rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn qua nhá. Bên trên, phía bên trên này nó sẽ có 8 cái mắt cảm biến, 8 cái mắt tròn khác, không phải cảm biến, mình xin lỗi là không phải cảm biến, là 8 mắt tròn khác, là trong đó là có hai cảm biến này, một cái bóng mắt này, một cái đèn LED. Và chúng ta nhìn kỹ là chúng ta mới thấy nhá, chứ không phải là trắng tinh đâu nhá. Đây này, các bạn nhìn này. Đấy, nghiêng nghiêng nhìn kỹ mới thấy nhá. Phía bên này chúng ta sẽ có một cái camera trước, thì cái này chúng ta nhìn rõ hơn để mắt thường lại nhìn được. Còn những cái này chúng ta nghiêng nó mới nhìn thấy nhá. Chúng ta cùng xem qua phần loa thoại này. Đấy, cái loa thoại này của mình đây là một chiếc máy cũ, thành ra nó bẩn bẩn một chút là chuyện bình thường anh em nhá. Vệ sinh nó cũng sạch thôi, nhưng không phải là không phải là đẹp long lanh luôn, đẹp long lanh không thì vết là không có nhá, bởi vì đã dùng rồi kiểu gì cũng phải như này nhá. Đấy, cùng xoay kỹ lần nữa, bấm lại. Ok, rất là chắc chắn là ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở máy lên để kiểm tra ở bên trong một chút xem là như thế nào. Đây nè, chúng ta cùng mở máy lên nhá. Tất cả màn hình chúng ta lên soi thì bắt đầu có một cái Samsung nó có phần mềm rất hay, chúng ta bật ngay từ cái màn hình trước này là chúng ta đã nhìn thấy xe có bị bóng mờ dưới này không, bởi vì màn hình Samsung là những cái màn hình rất là đắt. Cái máy này anh em có thể mua lên mức giá là tầm khoảng 9 triệu, nhưng mà cái màn hình của nó thì phải tầm 5 triệu 4 triệu, rẻ phải 4 triệu anh em nhé. Thế nên là chúng ta xem thật kỹ vào cái màn hình này xem có vấn đề hay không. Nếu màn hình mà có điểm chết, một điểm tím tím nhỏ nhỏ là chúng ta không nên mua, vì những cái mảng điểm đó nó sẽ dần dần nó sẽ to lên ấy, mà khi to lên thì xác định phải thay màn, chúng ta vứt luôn cái máy luôn, chúng ta mua máy khác cho nhanh bởi vì là màn rất đắt nha. Cái màn Samsung nó một trường hợp nữa, nó hay bị già bóng, màn LED mà nó hay bị già bóng thì nó sẽ in hình bóng mờ dưới này. Nên chúng ta xem kỹ là hình này có không. Vào ngay phần gọi điện nó trắng tinh như này, chúng ta nhìn đã thấy rồi, nếu anh em nào mắt tinh đã thấy rồi nhá. Còn không thì chúng ta sẽ vào cái tổ phím như này, sau thăng không sau thăng này. Đấy, bên trên này chúng ta cũng có thể xem được cái màu này. Đấy, chúng ta sẽ vào từng màu để chúng ta soi nhá. Đấy. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cảm ứng này. Cảm ứng thì chúng ta sẽ vuốt hết những cái khung vực này. À, nhìn nha. Ok, thoát là được, là được, ok, cảm ơn, ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem cái vấn đề quan trọng là cái áp suất. Cái test áp suất này gần như anh em mua Samsung chống nước là anh em cũng nên xem nhá. Bởi vì là cái này chúng ta có thể xác định được máy có bị tháo ra hay chưa ấy. Nếu trường hợp mà tháo ra mà thợ người ta làm cẩn thận thì nó sẽ gần như là sẽ giữ được. Còn nếu mà trường hợp tháo ra ấy, mà thợ người ta để giá là bình thường, nhưng không bao giờ quạt. Thế nên là nếu mà máy đã không còn áp suất thì mình khẳng định với anh em luôn là những cái máy đã bị tháo rồi nhá. Đó, bên mình sẽ không bán những cái máy đấy. Đây, chúng ta cùng xem nha. Chúng ta cùng xem là 101 đây, cái phần này này, phần này, phần áp suất trong nước này, áp suất kín máy này. Đấy, chúng ta cùng ấn tay màn hình này. Đấy, các bạn phải nhìn thấy lên nhảy lên 5 không? Đấy, các bạn phải nhìn thấy nhảy lên 5 không? Đấy, nó nhảy lên như vậy là áp suất nó còn nguyên. Nếu trường hợp số 4 này mà nó không nhảy lên ấy, hoặc là có thể là số khác trước số phẩy nó không nhảy lên ấy, thì chắc chắn là điều với anh em là những cái máy đấy đã mất áp suất rồi. Mà mất áp suất thì khẳng định với anh em là chắc chắn đã bị tháo rồi nhá. Bởi vì đã còn zin cũ đến mấy, thậm chí có vỡ màn hình thì nó vẫn còn áp suất. Bởi vì nó thật anh em như thế. Còn thợ nó dán lại rồi, cao thủ dán lại thì mình không nói rồi. Thế nên mình không khẳng định là còn áp suất là còn zin anh em nhé. Mình không khẳng định được đấy. Đó. Bây giờ chúng ta cùng test áp suất này. Thì mình sẽ giới thiệu qua chiếc máy này là như nào này. Bây giờ là chiếc máy này là có thể dùng 2 sim nhá. Chúng ta cùng xem vào phần cài đặt nhá. Chúng ta cùng nhìn này, chúng ta có thể có 2 cái sim đấy không? Và mã là N9600. Đây, chúng ta cùng xem lại cái này là trùng nhá. N9600 này. Số email ở đây. Số email ở đây nhá. Đây, số email này. Đấy, cũng trùng cái này luôn. Nên xem nhá, phải trùng nhá, không trùng là mất đi luôn nhá. Phải trùng anh em nhá. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ cùng cho anh em xem cùng cài cái phần mềm gọi là phần mềm Full Info. Chưa có máy này mình chưa cài rồi, mình cài một con máy nào đó trong này, hình như con này thì phải. Đây, mình sẽ cài phần mềm này nhá. Phần mềm Full Info là phần mềm khá là hay, mình cũng hay dùng phần mềm lắm. Nhưng phần mềm này anh em chỉ mang tính tham khảo nhá. Là chúng ta sẽ vào đây. Đây, chúng ta sẽ cùng nhìn. Ngay phần thông tin đầu tiên. À, chúng ta sẽ nhìn thấy nhá, nhà xuất nhãn hiệu là Samsung này, có tên mã là N9600 này, hai sim này, đấy, các bạn nhìn thấy không, loại thiết bị này, sản xuất này, nó ghi nó là sản xuất tại Trung Quốc nhá. Cái phần mềm nó có một cái hai cái là nó ghi rõ là sản xuất luôn cho anh em. Nếu trường hợp anh em thấy nó ghi là sản xuất tại Hàn Quốc này, mà lần đằng sau là Việt Nam hoặc Trung Quốc ấy, thì chắc chắn mà điều nó không khớp nhau rồi. Còn nó không khớp nhau thì anh em cứ tốt nhất là không nên mua nhá. Đấy, nó ghi sản xuất tại Trung Quốc, ở đây có ngày tháng xuất xưởng là 28/6/2019 này. Bảo hành còn nốc là không nghĩa là còn nguyên bảo hành ấy. Nếu là nhân 1 ấy thì đã bị mất bảo hành rồi. Đó. Ở phía dưới này nó sẽ báo màu sắc, nhưng hiện tại chiếc máy này không báo màu sắc ấy, thì mình sẽ cùng kiểm tra tân trang xem thường thường những cái máy Revobit nó sẽ không báo màu sắc anh em nhé. Xem có phải không. Đấy.
Đấy các bạn nhìn nào, hình như điện thoại này có vẻ là hàng tân trang. Đấy, mình phải nói thật với anh em này, rất là nhiều anh em nhìn thấy cái này vào hoang mang. Bởi vì lại là sao cái phần mềm nó báo là tân trang là dựng, không phải đâu anh em nhé. Những hàng mà của hãng người ta tân trang ấy, có nghĩa là Samsung người ta tân trang giống như điện thoại mà iPhone hoặc cái hàng Sebo ấy, thì nó mới báo được như này thôi. Chứ trường hợp mà anh em có cái main seat mà anh em thay vỏ hay anh em thay kính hay anh em thay ấy thì không bao giờ nó báo được luôn. Bởi vì là cái phần mềm này nó dựa trên cái số email này và số serial number để so sánh với nhau để nó báo lên như này. Thế nên là nếu mà khi trường hợp mà chúng ta có những cái máy mà được hãng tân trang ấy, nó sẽ thay serial number ở trên hệ thống ấy, thì bao giờ nó sẽ báo là như vậy nhé. Đấy, thì thường thường những máy đấy nó sẽ không báo màu sắc ở đây. Mình có kinh nghiệm là như vậy, thường thường những máy đấy nó sẽ không báo màu sắc ở đây. Còn nếu những cái máy mà nó còn đầy đủ, nó là bản thương mại bình thường ấy, nó sẽ báo màu sắc ở thế này nhá. Nhưng không phải dựa vào đấy mà nói là máy dựng nó nhanh em nhá. Bởi vì trường hợp mà nếu mà là giữ nguyên cái main ấy thì nó vẫn sẽ báo màu sắc và nó vẫn không báo là tân trang đâu. À, chúng ta cùng trượt qua chúng ta xem này. Đây chúng ta có thể thấy quốc gia xuất là Hồng Kông, đúng không? Chúng ta thấy quốc gia xuất là Hồng Kông nhá. Thì sản phẩm này là của Hồng Kông, còn nếu mà là của Trung Quốc thì nó sẽ ghi là China này. Bởi vì nó sẽ dựa theo cái mã CSC là cái phần mềm nạp vào này. Thế nên là những chiếc máy của Hồng Kông chúng ta cũng có thể nạp được phần mềm của Trung Quốc, và những chiếc máy của Hồng Kông chúng ta cũng Trung Quốc chúng ta cũng thể nạp vào được của Hồng Kông. Bởi vì sao lại không có cái phần mềm của Trung Quốc ở đây? Bởi vì những chiếc máy của Trung Quốc ấy, thì nó không có Google Play, không có dịch vụ Google anh em ạ. Đấy, thế nên là tất cả những máy nội địa Trung Quốc hay không ấy, mình đều chạy phần mềm Hồng Kông vào để chúng ta có thể dùng được 2 SIM và sẽ có Google Play bình thường nhá. Cùng chờ xong cái này chúng ta sẽ kiểm tra được cái phần mềm này. Đấy, phần phiên bản Android này đã dấu hiệu rốt là không có này, phiên bản Android là 9 chúng ta cũng nhìn qua đây được. Phần cứng ấy là chúng ta có thể nhìn thấy là Snapdragon 845 đúng không? Chip 64 bit này. Đấy, chip đồ họa của nó là Adreno 630. Gần như là mạnh, rất là mạnh thôi hiện tại rồi. Chúng ta chơi game với những chiếc máy nó rất là tốt nhá. RAM của sản phẩm là 8GB này. Đấy, màn hình 63 inch này, 2K đúng không? Camera là camera của Sony anh em nhé, ống kính của Sony nhá. Hai camera này. À, chúng ta còn nhìn thấy này, chip Wi-Fi là pin là 4000. Áp suất các thứ ở đây. Cá nhân hóa này, chúng ta cái phần cá nhân hóa này chúng ta cũng thể xem được phần chu trình xả pin, có nghĩa là lượt xả pin là như nào. Sản phẩm này có lượt xả pin là 156 ấy, thì có nghĩa là cái lượng dùng của nó không quá là cũ đúng không anh em? Đó, chúng ta còn nhìn thấy này. Đấy, cái phần mềm này chỉ mang tính tham khảo như thế thôi anh em nhé. Chứ phần mềm này ấy, thì chúng ta không nên tin quá nhiều đâu, bởi vì là không hẳn là xả pin là 156 và pin đã kém đâu. Đó, đúng không? Hay là không hẳn là pin là 300 đã kém đâu. Chúng ta chỉ mang tính tham khảo thôi, để dựa vào cái đấy là chúng ta xác định được là liệu nó ok hay không thôi. Đấy, cùng xem lại bên trên cùng là sẽ có thời gian sản xuất nữa thì phải. Đấy, chúng ta phải nhìn thấy 28 tháng 6 năm 2019 này. Đó, thời gian sản xuất của chiếc máy này khá là mới luôn, chưa được 1 năm luôn. Đó, bây giờ thì có cái phần mềm để chúng ta xem cấu hình nhá. Mình chỉ qua cái phần mềm AnTuTu Benchmark này. Đấy, xem lại cấu hình nữa, chúng ta vào phần xác minh. Thì cái AnTuTu Benchmark này nó dựa trên những cái dữ liệu của những chiếc điện thoại xịn. Những chiếc điện thoại xịn để nó xác minh nhá. Nếu trường hợp là chúng ta kiểm tra những cái chiếc máy fake thì không bao giờ nó báo được như này đâu. Đó, chúng ta sẽ cùng nhìn nhá. Kiểu CPU Snapdragon 845 này. Đó, lõi là 8 lõi này, GPU là Adreno 630 này. Đó, chúng ta có thể nhìn độ phân giải màn hình tất cả các thứ đấy. Những chiếc máy của Hồng Kông chỉ khác như vậy thôi. Có nghĩa là chúng ta có thể dùng 2 SIM mà nó sử dụng chip Snapdragon 845 chơi game tương đối là mạnh luôn. Thì mình phải nói thật với anh em trường hợp này nhá, vì sao những chiếc máy này giá rất là cao và được anh em thợ mình rất thích ấy. Bởi vì những chiếc máy này có sử dụng CPU Snapdragon 845 thì chơi game rất là tốt luôn. Mình ngày trước cái game PUBG nó mới ra ấy, thì hồi đấy mình dùng chiếc Note 8, mình trước nó dùng chiếc Note 8 của Hàn ấy, dùng Exynos ấy. Thì lúc đầu chơi PUBG rất là giật luôn, nhưng Snapdragon ấy chơi rất là mượt rồi. Thế nên anh em tưởng tượng là những cái game mới ra ấy, sẽ hỗ trợ trên Snap tốt hơn rất là nhiều, sau đó người ta mới hỗ trợ Exynos được. Nên là anh em mua chiếc máy này ấy, thì rất là ngon luôn. Không phải nếu trường hợp cửa hàng nói là đây là sản phẩm máy của Hồng Kông hay Trung Quốc ấy, thì không phải là máy fake đâu anh em nhé. Tại vì cứ gắn cái chữ Trung Quốc đều anh em đều cảm thấy tưởng là fake, nhưng mà những chiếc máy đấy thì thuộc dạng là đắt nhất trong phân khúc tất cả các phần sản phẩm của Samsung luôn. Samsung người ta sản xuất ở toàn thế giới, chỉ có duy nhất Nhật Bản này, Mỹ này, Trung Quốc đại lục này, Hồng Kông này và Macau thì người ta mới yêu cầu bắt buộc Samsung phải sử dụng chip Snapdragon 845 thôi. Còn những sản phẩm nước khác đều dùng Exynos đó, trong đó có Việt Nam, ở Hàn Quốc và tất cả những nước châu Âu ấy. Bởi vì sao? Bởi chip Snapdragon 845 này là chip của Mỹ sản xuất, có hiệu năng rất là cao, còn Exynos là chip do Samsung sản xuất. Thế nên là bao giờ mình phải nói thật anh em ấy, sản phẩm này ra bao giờ có giá rất là cao hơn nếu Samsung sản xuất ra nhé. Mình đang nói ở vấn đề Samsung sản xuất ra ấy, giá thành của sản phẩm này sẽ cao hơn những sản phẩm dùng Exynos. Thế nên ấy, Samsung rất là ngại sản xuất những sản phẩm này luôn, nhưng những cái nước khó tính, những thị trường lớn như Trung Quốc người ta yêu cầu là Samsung phải làm.
Và nếu anh mua một chiếc sản phẩm chiếc điện thoại của Hồng của Mỹ và của Nhật Bản để dùng chip này nhưng không bao giờ anh dùng hai sim luôn. Nhưng nếu có mua của Trung Quốc, của Hồng Kông và của Đài Loan, à của Macau thì chúng ta sẽ dùng hai sim. Đó là cái điều ưu thế của những chiếc máy này luôn. Thế nên là anh em xem anh em cảm thấy khó hiểu hay là như nào thì anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ giải thích kỹ hơn cho anh em nhá. Anh em thấy hay thì anh em cho mình một like và chia sẻ cho mình cùng xem. Và mình rất cảm ơn anh em đã xem clip nha. Chào tạm biệt anh em.